mới mở mắt đi vô cửa hàng tôi, ta nói một hàng Series FI màu mới nó về, nó đổ về màu sắc 2025. Ở đáng lẽ ra là Quang phải lên video về chiếc Series FI, đọc theo cách khách hàng đọc là Series FI á. Đáng lẽ Quang phải lên mấy cái màu sắc này, màu sắc 2025 này vào ngày hôm qua lận cơ. Nhưng mà Genus nó thay đổi thiết kế một chút về ngoại hình, cho nên Quang sẽ ưu tiên cho nó trước. Xin lỗi những bạn fan Sirius nhé. Chúng ta sẽ trở lại với Sirius FI ngày hôm nay. Và xin chào tất cả các bạn. Hiện tại Quang đang có mặt tại Yama Sài Gòn 1. Thông tin cửa hàng Quang sẽ để dưới phần mô tả nha. Các bạn xem phía dưới giúp mình. Kéo xuống phía dưới, nhấp vô chữ xem thêm ha. Rồi, và không đợi tốn thời gian của các bạn nữa. Hôm nay Quang sẽ dành đủ 4 màu sắc của phiên bản bánh căm trước nha. Bánh mâm là bộ màu riêng là tính sao nha. Hôm nay bánh căm về đủ 4 màu. Lên trước bánh căm. Màu bánh căm đẹp lắm nha. Mà không có hàng nha. Về được cái lô này là người ta đặt hết những 3 xe công ty đi khác. Năm mua chứ không phải như công ty nên ta mua nhiều. Và lần này thì Sirius FI đã ra một bộ màu dành cho đời cuối 2024. Và mình sẽ ghi tiêu đề là 2025 để cho các bạn dễ tìm kiếm cái từ khóa ha. Cứ gõ 2024 thì nó lấy ra cái màu cũ. Rồi, và cái bộ màu cũ nè, nè hồi sáng hôm kia có về một chiếc màu cũ nè các bạn. Thật ra thì gọi là cũ thôi chứ nó cũng vẫn sản xuất trong tháng này thôi. Màu trắng nè, màu trắng của 2023 tới 24 hiện tại là nó tem nó màu cam và màu đen. Đó, trắng thì vẫn trắng tinh nè, phiên bản bánh căm nha. Hôm nay không nhắc gì về bánh mâm hết nha. Đó, còn màu trắng mới của 2024 tới 25 thì nó sẽ là màu trắng xanh. Ngày hồi xưa nó cũng sản xuất trắng xanh nhiều nhưng mà lần này xanh nó nhạt quá ha. Còn phiên bản bánh mâm nó là một bộ màu riêng. Lưu ý, bánh mâm bộ màu riêng và không được nhắc tới trong video này. Tránh nhầm lẫn màu này qua màu bánh mâm giùm ha. Sẽ có một video riêng cho bộ màu sắc của bánh mâm. Bánh căm thì nó sẽ có một cái đặc điểm là căm đùm với căm đĩa nói chung bộ màu với nhau. Tức là quan ví dụ như một chiếc tên bóng các bạn đang xem, ủa sao cái màu nó giống elegant như ta, thì nó sẽ có trên cả căm đùm lẫn căm đĩa. Căm đùm giá hiện tại 21.700.000 đồng, còn căm đĩa này sẽ có giá là 23.700.000 đồng, giá đã bao gồm VAT, chưa trước bài biển số. Tem của xe lần này nó sẽ có màu đỏ xám và cái màu đen nguyên con của nó là đen bóng. Thấy lần này cũng hay hay với các bạn. Ốp ngay giữa này, ốp yếm ngay giữa này nó là màu xám nhám nè. Chữ Sirius của nó sẽ là màu đỏ, viền đỏ, chữ màu trắng. Rồi, 155 phía sau. Nói chung về cái cách phối màu sắc dàn áo và cái tem của xe của Yamaha thì qua lúc nào cũng rất tự tin giới thiệu với khách hàng. Bởi vì lúc nào nó cũng không quá lố, nó đơn giản nhưng mà nó vẫn có tính thể thao, nó vẫn đẹp, nó vẫn trang nhã lịch sự nha. Và đặc biệt là nói về cái tính đa dạng nữa. Tại vì đôi khi có những hãng xe một phiên bản vậy nó chỉ có một màu nhưng mà Yamaha lúc nào cũng sẽ từ 3 đến 4 màu trở lên. Màu đen của năm ngoái thì nó phối với màu xám xanh ha. Còn lần này là đen bóng nguyên con. Quang thích cái đời lần này hơn á. Đèn của xe là đèn halogen và đèn điện mi nó sẽ chung với cái cụm pha có tới phía trên. Tôi không hiểu tại sao bỏ công tắc đèn mà còn thêm cái đèn điện mi trên chi nữa. Rồi xi nhan nó sẽ nằm ở phía dưới này là bóng halogen luôn. Rồi nãy giờ sao quân cái con màu đen đủ rồi ha. Qua màu trắng. Những năm về trước, từ thở khai thiên lập địa thì Sirius FI đã xuất hiện rất là nhiều lần bản phối màu trắng xanh. Sirius bình xanh con cũng vậy. Nhưng mà lần này thì nó không phải là một màu xanh đậm nữa, mà nó là màu xanh da trời, xanh dương nhạt của Yamaha Rende, xanh dương của Yamaha Zenith. Không biết sao phối gì luôn. Tôi không hiểu tại sao phối ra được cái màu gì đây luôn. Nhìn nó ngộ lắm luôn. Nếu mà bạn nào mà thích màu lạ lạ thì con này sẽ đáp ứng được bạn. Bạn nào thích màu sáng á, có nhiều chị gái thích màu sáng sáng á, màu này mình nghĩ sẽ đáp ứng được sở thích của mấy chị đó đó. Nó vừa phối với màu tâm màu trắng với là màu xanh nhạt á. Cũng tương tự như màu đen, các bạn mua căm đĩa thì nó sẽ có giá là 23.700.000, còn căm đùm là 21.700.000 đồng. Và phanh đĩa heo dòng một bê tông, vỏ xe này sẽ có kích thước 17 inch, vỏ này là vỏ có ruột á. Một cái kích thước vỏ xe rất là phổ biến để chúng ta có thể thay thế sửa chữa trong hãng có và ở ngoài cũng sẽ rất là dễ tìm kiếm hàng phụ tùng. Nếu trường hợp các bạn có nhu cầu thay mà nơi đó không có hãng Yamaha chẳng hạn. Rồi, có tem FI ngay chỗ này. Chiếc này là phun xăng điện tử mà. Phải có tem FI chứ. Còn chiếc Mỹ phía sau lưng mấy bình xăng con kiểu dáng hoàn toàn khác nhau nha. Đừng có nhầm lẫn nha, hai chiếc kiểu dáng giống nhau chưa. Rồi, màu xanh dương này xuất hiện rất nhiều trên dòng Sirius bình xăng con phiên bản bánh mâm. Nhưng lâu rồi mới xuất hiện trên dòng CFI lại như lần đầu luôn á. Tại mấy lần trước xanh nhám rồi mà lần này là xanh bóng nè. Màu này sẽ rất là dễ bán á các bạn. Màu này dễ bán lắm. Tại vì cái màu sắc nó phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Màu nào mà nam thích, nữ thích
già thích trẻ thích là rất là dễ bán. À, màu xanh dương và cái ốp yếm ngay giữa nó sẽ là màu sáng bóng nha các bạn. Tem của nó sẽ là một chữ sea wood xanh sáng sáng. Đó, chỗ này là bóng chứ không phải nhám giống như là cái con màu đen. Rồi, cũng giá thành như vậy luôn, căm đĩa 23.7, căm đùm 21.7 và hiện tại là hàng căm đùm chưa có về một chiếc nào luôn, mới về được một lô căm đĩa. Xe này bỏ công tắc đèn rồi nè. Các bạn muốn gắn công tắc đèn phải gắn từ đời cũ à. Rồi mặt đồng hồ, mình thấy mặt đồng hồ xe này đẹp đấy chứ, rất là dễ nhìn đúng không? Cái chi tiết của nó đơn giản đó các bạn, phân chia bố cục đắp lại. Bên này sẽ là phả cốt xi nhan và kèn xe. Kèn xe này cũng được, nằm ở dưới xi nhan là được, quen thích cái kèn nằm dưới xi nhan hơn. Khóa là khóa cơ hai chìa như thế này, chúng ta sẽ không có bất kỳ một phiên bản nào sử dụng khóa thông minh hết. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe là 1,65 lít trên 100 cây, tính ra một lít xăng chúng ta sẽ đi trung bình tầm khoảng cỡ 55 cây đi. Cái ép yếm này nó đã làm mỏng hơn nha, mình nghĩ chắc là nó chừa cái không gian để chúng ta để chân so với cái đời cũ. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng sẽ khác nhau theo cái cách mà người ta sử dụng xe và cái con đường đi như thế nào nữa. Đó là mức công bố của nhà máy thôi, nói chung là cũng rất là tiết kiệm rồi. Và cái cốp xe này thì cũng tương đối thôi các bạn, nó không quá rộng cũng không quá nhỏ, cái nón nửa đầu vừa vừa là để lọt vô được đó. Chế độ bảo hành xe là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc, đều bất kỳ đại lý nào cũng được. Kiến xe thì nó kiểu bò bò trơn tròn. Dung tích bình xăng thì hơn 4 lít. Mọi thứ đều nằm ở mức trung bình. Dễ mua, dễ sử dụng. Ê mà lạ lắm nha các bạn, Quang không biết Yamaha làm ăn kiểu gì mà hôm nay là ngày 11 tháng 10 rồi. Chiếc xe này có lịch về từ đầu tháng rồi mà trên trang web Yamaha Motor Việt Nam vẫn chưa có hình ảnh bộ màu mới này. Làm ăn gì là chết con người ta rồi. Chúng ta sẽ chuyển xe màu sắc thứ tư. nói nhiều quá anh ta đuổi. Chiếc này là chiếc màu đỏ đô. Thì màu đỏ này cũng quen rồi các bạn, màu đỏ này năm ngoái có rồi, năm nay đổi tem chút xíu và đổi một vài cái ốp màu xám thì nó thành màu đen. Nói chung là màu đỏ thì thường phối với màu đen bóng sẽ đẹp hơn. Nên ý là khen con này đó, hiểu không? Ý là khen nó đó. Cũng giá vậy nha các bạn, 217 cho căm đùm và 237 cho căm đĩa. Còn bánh mâm thì nó sẽ không có những màu sắc này, mà bánh mâm là nó sẽ bộ màu riêng. Con này nó sẽ phối giữa màu đỏ bóng và đen bóng. Đỏ của nó là sẽ sậm ha, tại vì xe này như mình nói nè, nhắm tới nhiều đối tượng khách hàng nên người ta không làm mấy màu đỏ tươi hoặc là mấy màu kén chạy đâu. Cái kén khách lộn. Xe này sẽ có cân nặng là 100, phân khối là 115, cân nặng là 98 kg, phục là so phục đôi. 98 kg mình thấy nhẹ các bạn. Xe này 4 số bình thường ha, tức là các bạn 98 kg là dắt tới chắc lui dễ. Chiếc Sirius nhỏ nhỏ bình xăng con với 100 kg đó, xe này 98 kg là ok. Máy móc thì nó 115 phân khối, mượt mà, êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, không bốc. Quang khẳng định nha, không bốc ha. Mặc dù Jupiter FP 115 nhưng mà nó bốc tại mã lực nó lớn. Con này tháng trước là tháng đĩa nhưng mà tháng sau tháng đùm. Vỏ là vỏ Maxxis nè. Dù tháng trước là tháng đĩa tháng đùm thì tháng sau con này mặc định là tháng đùm. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Còn cái đuôi sau thì Quang rất là thích nha. Quang thích cái đuôi của chiếc xe này nha. Và ngay cả cái cản xe mình cũng thích, mà không chỉ mình đâu, nhiều khách hàng mua chiếc Sirius nhỏ muốn gắn cái cản của xe này lắm mà đâu có gắn được đâu. Nhưng mà về cái đuôi và cái cản thì Quang ưng ý đó. Có cái dè thì cũng tạm tạm, ok, cái dè cũng được. Nói chung thiết kế con thì trung tính, dễ mua. Có hỗ trợ trả góp nha các bạn, các bạn có thể trả trước là từ 20% tới 70% giá trị xe. Thủ tục chỉ cần căn cứ công dân coi chip từ 18 tuổi trở lên, không bao nợ xấu nha mấy cha, không có bao nha. Thông tin cửa hàng qua sẽ để dưới phần mô tả nha, nhưng mà nợ xấu biết đâu mua được, hãy xui cứ liên hệ đi, có thùng xe cũ đợi xe mới luôn. Rồi đến đây thì video của mình cũng xin kết thúc, hẹn xin chào và hẹn gặp mọi người ở video sau. Cảm ơn mọi người đã xem, bye bye.